Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các thầy cô, giảng viên, cán bộ, nhân viên của Trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả các em sinh viên của Trường Đại học Thành phố. Hàng năm vào dịp khai giảng thì tất cả các cơ sở đào tạo của nước ta đều được nhận lá thư chúc mừng của Chủ tịch nước, và tôi xin vinh dự được đọc lá thư này. Thưa chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên, học sinh thân mến. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018, tôi thân ái gửi đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng các em sinh viên, học sinh cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm học 2016-2017, ngành giáo dục đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo và đạt được những kết quả quan trọng. Các hoạt động đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ngày càng đi vào chiều sâu, đúng định hướng. Chất lượng giáo dục các cấp học được nâng cao. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2017 được tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả. Các đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế các môn toán học, vật lý, hóa học, sinh học và tin học đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả thành tích mà toàn ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Năm học 2017-2018, ngành giáo dục cần tiếp tục triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức, chấp hành pháp luật cho sinh viên, học sinh, quan tâm đầu tư phát triển giáo dục đào tạo ở vùng căn cứ kháng chiến trước đây, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chăm lo hơn nữa đối tượng chính sách, đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người dân. Tôi mong các em sinh viên, học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão cống hiến, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân và khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và xã hội. Nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và toàn thể các em sinh viên, học sinh đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta ngày càng phát triển. Thân ái, Trần Đại Quang.